Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mock Channel trong khung giờ quen thuộc về sở tối các ngày và trong Mock Daily hôm nay ngày 15 tháng 6, hãy cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Samsung đang nghiên cứu chế tạo một mẫu điện thoại thông minh có màn hình gập được. Cơ chế gập của máy độc đáo ở chỗ là màn hình có thể uốn dẻo và gập đôi để giảm kích thước tổng thể khi cần. Công nghệ này cho phép các hãng tăng chế tạo smartphone màn hình lớn ngang tablet nhưng vẫn có thể bỏ vừa túi quần. Dù mang tính đột phá về công nghệ nhưng giá bán của sản phẩm cũng rất cao. Một số nguồn tin cho biết giá bán lẻ của sản phẩm này có thể lên tới 2.000 USD khi trình làng. Trong bối cảnh iPhone X bị chê khá nhiều khi mức giá tiệm cận 1.000 USD thì khả năng mẫu smartphone của Samsung bán tốt là khá xa vời dù công nghệ mới và hấp dẫn. Với cơ chế gập hoàn toàn thì Samsung cũng khó có thể sản xuất đại trà sản phẩm này và hãng có thể đưa ra số lượng giới hạn, chủ yếu là mang tính chất phô diễn công nghệ nhiều hơn. Vào năm 2015 thì Samsung lần đầu đưa ra mẫu Note X ra thị trường nhưng số lượng cũng khá ít với giá đắt đỏ. Sau đó nửa năm thì hãng mới bắt đầu thương mại hóa vào dòng Galaxy S phổ thông. Đầu năm nay thì chủ tịch mảng thiết bị di động của Samsung xác nhận họ chưa kịp trình làng smartphone màn hình gập như dự kiến. Hình ảnh về smartphone được cho là mang tên Galaxy X vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng. Sự khác biệt và mới lạ của Galaxy X là một màn hình rất lớn tới 7,3 inch và được kéo dài ra. Nó sử dụng công nghệ màn hình AMOLED dẻo, gây chú ý khi có thể uốn cong và gây lại ở giữa. Galaxy X thì sẽ gập mở linh hoạt thông qua bản lề và kết cấu khớp nằm ngang. Khi gập thì máy sẽ xếp không gian hiển thị của màn hình vào bên trong. Phía trên là hệ thống cảm biến, camera trước và loa nghe, mặt sau sẽ là camera cùng đèn flash và cảm biến nhịp tim. Nó cũng có thể hỗ trợ bút cảm ứng S Pen như là dòng Galaxy Note. Mùa World Cup cũng đã đến và một gã quý tộc trong thế giới công nghệ như Apple cũng không thể nào bỏ qua sức nóng của nó. Được biết thì táo khuê sẽ bổ sung cho trợ lý ảo Siri khả năng cập nhật kết quả trận đấu cũng như là các thông số liên quan đến đội tuyển, lịch thi đấu, thông tin World Cup năm 2018 một cách nhanh nhất và đầy đủ. Trợ lý ảo này có thể trả lời các câu hỏi như là khi nào Pháp đấu với Australia, bảng A gồm những đội nào hay là đội tuyển Anh gồm những cầu thủ nào, đội nào thắng trong trận Argentina và Iceland nhanh chóng. Tuy nhiên thì chỉ 26 quốc gia mới được hỗ trợ tính năng này, bao gồm có Brazil, Nga, Đan Mạch, Phần Lan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan và Israel. Bên cạnh đó thì chợ ứng dụng App Store cũng được nâng cấp tính năng mới, cho phép hiển thị các ứng dụng vào trò chơi yêu thích liên quan đến bóng đá hoặc là về các cầu thủ đá bóng. Các trò chơi về bóng đá như FIFA Mobile hay là PES 2018 ưu tiên hiển thị cũng như là cung cấp các mẹo làm sao để chơi game hiệu quả. Ứng dụng tin tức sẽ cung cấp các thông tin chuyên sâu liên quan đến tỷ số trận đấu, lịch thi đấu, hồ sơ cầu thủ hay lịch sử đội bóng và các nội dung liên quan khác. Trong khi đó, với Apple Music sẽ đưa ra 32 danh sách nhạc khác nhau theo từng quốc gia. Còn iBooks sẽ có một danh sách mang tên The Beautiful Game, cung cấp cho độc giả tiểu sử, hồi ký cầu thủ hay là nội dung mô tả chiến thắng, người hùng trận đấu hay là đội vô địch. Được biết thì không chỉ riêng của Apple mà trước đó thì Google hay là Facebook cũng đã đưa ra hàng loạt tính năng nhằm ăn theo World Cup năm 2018 này. Nếu như Google thay đổi tốc độ trang tìm kiếm của mình sang ngành bóng đá, cung cấp chi tiết lịch thi đấu, thông tin cầu thủ, đội bóng và kết quả trận đấu trực quan hơn thì Facebook ngoài việc cập nhật thông tin mới còn đưa vào khung hình đại diện hoặc là tạo ra các hiệu ứng video vui nhộn cho Messenger. Gần đây thì các nhà sản xuất điện thoại thông minh đều sử dụng điểm số đánh giá camera của DxOMark như một phần trong chiến dịch tiếp thị sản phẩm của mình. Tiêu biểu như trong số này là Huawei và Xiaomi, những công ty có smartphone đứng hàng top về chụp ảnh hiện nay theo bảng xếp hạng của DxOMark. Nhiều người dùng vì vậy đã đặt ra những câu hỏi về tính khách quan của những trang bài đánh giá camera của chuyên trang nói trên. Trả lời về câu hỏi này, phó chủ tịch tiếp thị của DxOMark Labs, ông Nicolas Tuchas đã tiết lộ rằng họ đã nhiều lần nhận được lời đề nghị cung cấp chi phí từ các nhà sản xuất điện thoại và máy ảnh. Tuy nhiên thì DxO từ chối tất cả các lời đề nghị này và không quên giải thích các bên đưa ra lời đề nghị hầu hết đều chưa từng làm việc trước đó và cũng không hiểu cách thức làm việc của họ. Bên cạnh đó thì DxOMark cho rằng họ không nhận tiền để mua điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, vị này cũng nói thêm là nếu các nhà sản xuất hiểu quy trình đánh giá thì có thể tối ưu sản phẩm của mình có điểm số tốt hơn. Bởi hiện tại thì DxOMark bán ra bộ công cụ mô phỏng phòng thí nghiệm được gọi là DxO Analyzer để giúp cho các nhà sản xuất có các tính toán riêng cho sản phẩm. Như vậy thì có thể nhận thấy thì hầu hết tất cả các điện thoại nhận được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của DxOMark đều đã mua bộ công cụ của họ để tối ưu theo tiêu chuẩn của DxOMark, qua đó mà đạt điểm số cao như vậy. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau
nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mark Channel. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp gì thì hãy để lại nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nha. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.